Ok, lại một video xả hàng nữa bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Em xin trân trọng giới thiệu bác anh em Ares Pro AZ88. Mẫu Vanker này là mẫu Vanker hot nhất ở thời điểm đầu năm các bác ạ. Và có giá limit tại cửa hàng Tùng Audio là 1.800.000 đồng. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng Tùng Audio xả 10 bộ Ares Pro AZ88 này với mức giá chỉ còn là 1.350.000 đồng thôi. Vậy là các bác và anh em đã tiết kiệm được 450.000 với em Ares Pro AZ88 như vậy. Đây là dòng sản phẩm chính hãng của Ares Pro nhé. Các bác và anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em này. Đấy, có mã QR cho bác và anh em check hàng. Với em Ares Pro này, mẫu Vanker rất là hay. Tiếng echo vang nhại mượt mà luôn cho bác và anh em sử dụng. Mẫu này thì là đương nhiên là hàng mới 100% các bác nhá. Có 10 bộ dành cho tất cả bác và anh em gọi điện trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio. Mẫu này em đảm bảo bác và anh em giá liêm yết trên thị trường cũng như tại cửa hàng Tùng Audio là 1.800.000. Nhưng ngày hôm nay thì bên em xả với duy nhất 10 bộ Ares Pro AZ88 này, nên là cơ hội cho bác và anh em săn đón những mẫu hàng Vanker lai số, hàng xả giá thành rẻ hơn giá thị trường, thì đây là cơ hội lớn nhất cho bác và anh em từ trước đến nay. Ares Pro AZ88 giảm ngay 450.000 đồng, rất là lớn các bác ạ, rất là lớn. Với cái mẫu này thì em đảm bảo đây là cái giá gốc bên cửa hàng Tùng Audio nhá. Với cái giá này thì bên em bao ship cho bác và anh em toàn quốc luôn, được chưa ạ? Mẫu này thì có bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 1 tháng cho bác và anh em sử dụng. Mẫu Vanker có đầy đủ cái tính năng kết nối cổng quang USB hay Bluetooth. Đấy, ngoài ra thì có FBX chống hú cực kỳ tốt luôn. Với cái mẫu này thì em đã test cái chức năng chống hú rồi, rất là tốt, rất là ổn định. Và ngoài ra thì đây là một trong số ít những mẫu Vanker có thêm một nút revert. Và các bác và anh em biết rồi đấy, chỉ những mẫu Vanker này số thì có revert thôi. Nhưng với em Ares Pro AZ88 này đã được trang bị cho mình thêm một tính năng đó là revert. Ngoài ra thì có đầy đủ các cái phần tính năng cơ bản, đó là delay này, repeat, bass mic chép dành cho echo, bass mic chép dành cho mic và bass mic chép dành cho nhạc. Ở đây thì sẽ có 3 vím volume tổng cho bác anh em điều chỉnh, effect vang nhại, echo vang nhại này, volume âm lượng tổng của mic, volume âm lượng tổng của music. Với cái mẫu này thì nghĩ là khá là nhiều đèn đóm cho bác anh em sử dụng. Ở mặt trước thì sẽ có hai cổng cắm mic dây hoặc là cắm mic không dây cho bác và anh em. Và thì ok, bây giờ em cùng các bác và anh em sẽ test luôn chất âm của em Ares Pro này. Lần 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lần 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quá là hay đúng không ạ? Quá là hay với em Ares Pro AZ88 như vậy. Echo vang nhại rất là mượt mà luôn. Với cái mẫu này thì em đảm bảo bác và anh em sử dụng rất là bền bỉ. Tại vì cái thương hiệu Ares Pro người ta chú trọng đến cái khoảng thời gian các bác và anh em sử dụng. Sử dụng càng lâu với em Ares Pro này tiếng nó càng thanh hơn. Đấy. Và đang có mức giá khuyến mại cực kỳ đặc biệt. Em đã nói từ đầu video. Từ 1.800.000 mà giảm xuống chỉ còn là 1.350.000 đồng thôi. Thì đây là một cái cơ hội dành cho tất cả bác và anh em săn đón một con Ares Vanker AZ88 rất là hot, rất là hay bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Ok, các bác và anh em muốn mua, muốn tậu được con Ares Pro này thì liên hệ trực tiếp qua số Zalo hoặc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại bên em. Em sẽ để ngay ở trên màn hình cho bác và anh em tiện liên hệ. Chỉ có 10 bộ cho tất cả bác và anh em săn đón với mẫu Ares Pro AZ88 như vậy các bác nha. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.